xuống. Ôi, lùa vô. Ô. 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 Dịch đó là nó bị gì chạy? Bị cấm rồi hả? Rồi vậy là mình làm thịt luôn ha. Dữ lắm. Cái mình để con ngỗng vô đó để làm gì cô? Để nó dẫn đàn, nó dẫn mày về ha. Rồi. Mới sáng nay là mới bắt đầu lụm nè. Vì cái sọt đó là của ngày hôm qua ha. Chứng dịch so ha. Này vậy là nó mới đẻ. Này là đẻ được bao lâu? Wow, để mình quay cái trứng này cho cô chú xem nè. Cái trứng này không biết là cái trứng gì. Đây, trứng vịt so rất là nhỏ nha. Đây, để cái trứng cái lưới còn nhiều lắm á. Có trứng nó nhỏ xíu vậy nè. Như bự hơn trứng cút chút xíu. Họ gọi là hột kẹt hả? Wow. Chứ mình không có gọi là hột so hả chị? Hột kẹt chân trâu hay chân vịt gì đó. Nếu mà nhìn thấy cảnh này sẽ rất là nhớ quê nè. Wow, quá đẹp rồi. Ôi nó lội kìa. Tại nhà luôn hả? Thắng tóc người thì gãi mạ người thì đủ cái chuyện trên đời. Ở đường quê chút xíu có mấy cô nhậu nữa nè. Vô cùng ly, cùng ly. Rồi gần tới cầu Vàng nha cô chú. Cái đó thì mình đậu xe xong rồi mình ngừng máy. Bước chân miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chiều nay thì bước chân miền Tây di chuyển đến một địa điểm người ta lùa dịch rất là nhiều. Người ta lùa dịch ở đồng xa mới về luôn. Rất là nhiều đàn ở dưới sông nè. Giờ mình ở đây mình cũng làm quen thôi. Lạ nha. Cho quay cảnh lùa dịch nha. Đài này là lạ nha, bước trong tay là làm quen với chú này đang quay cảnh chú lùa dịch. Đài này nhiêu con anh? 6.000 con. Dạ. Yeah. Như bờ bên kia là tới mấy đàn luôn đúng không? Là bên kia là tổng cộng là nhiêu đàn? Con chủ nhưng mà tổng cộng là 11.000 con. Wow. Trời ơi, hết khúc sông luôn rồi. xuống mé luôn. Ôi ơi, quá khứ rồi kìa. Ôi ơi, hết trơn khúc sông luôn rồi. Tổng cộng là 11.000 con, là lớn hơn cái đàn mà kịp đợt trước thì bức tranh miền Tây có quay á. Hai anh thanh niên theo lùa mới lên được. Quá trời. Đi trên bờ rồi. Tối khoảng mấy giờ đẻ chị? 3 giờ sáng rồi. 3 giờ sáng. Ôi ôi, quá khứ rồi.
Lên chuồng còn sao không anh? Chút xíu nữa hả? Ồ, hồi nãy phải đi theo ổng lùa luôn, im hết sức. Con vịt đó là nó bị gì chị? Bị cúm rồi hả? Rồi vậy là mình làm thịt luôn ha. Giữ lại hả? Cứu được không? Cứu được thì cho lên chảo luôn ha. Khóa khứ cái đàn này. Này là 1-2 giờ đêm nó đẻ rồi. Ủa nó đẻ trứng gớt luôn hả chị? Dạ. Gớt con trứng luôn kìa. 3-4-5 trứng luôn. 5 trứng hả? Tới chuồng chưa chị? Chuồng mình nằm bên bờ đây hay là bên kia? Mua chỗ mấy chiếc xe. Dạ. Đếm theo ghi đi. Đó, tới chuồng luôn rồi gì. Tối nay cái đường này dễ đi, không có qua bên sông. Tối thì bước sang miền Tây thức chắc 2-3 giờ đêm quá. Tới chuồng luôn nè. Đó, mấy cái ghe dịch của mấy cô mấy chú ở di chuyển mấy cái đồng xa mới lên. Đây chuồng dịch nè. Hết trơn khúc sông luôn. Ôi ôi, tới tuốt bên kia luôn rồi, quá khứ rồi. Nè, đàn này với cộng với mấy đàn kia, đàn này có khoảng mấy ngàn à. Cộng với mấy đàn trên bờ bên kia nữa là khoảng 11 ngàn con, một chủ. Bây giờ này là người ta lùa từ đồng, lùa về chuồng ha. Người ta cho ăn xong, người ta chiều người ta lùa về. Tối nay đẻ, sáng người ta lùi xuống. Rồi lên vậy là lên đằng kia rồi. Cái chuồng đây lên kia, mình chạy lên kia quay. Bên kia là ruộng, ở đây là bờ đê, kinh. Dịch của con hả cô? Dạ, lên đường nào con? Dạ, lên đường kia ha. Ôi, nhìn đá gì. Đàn này là nhiêu con cô? 5.000. 5.000 hả? 5.000. Ủa sao nó quay lại rồi kìa? Nó lên đường này hả con? Đường kia. Đường kia hả? À, lên đường đây. Ngước cho mình tay chặn đầu đàn vịt lên. Ôi 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 ôi. Đây lên đường này nè, lên đường này là vô chuồng trong đó luôn. Đó. Ôi ôi. Nó kêu quá xa rồi. Ồ, trong này dịch có một con ngỗng kìa. Ngỗng đó là đầu đàn đó. Vô chơi. À, nó chưa chịu vô nữa kìa. Ôi. Dạ, đây nữa hả? Ủa, nó ở sau lưng con nữa kìa. Tắm anh tắm. Quay đầu xuống lại kìa, chạy xuống lại rồi.
gió luôn rồi. Hiện tại là miền Tây đang mấy nay là bão nên bước chân miền Tây không có đi đâu quay được. Ở gần gần quay cảnh quê hương cho cô chú xem luôn, cũng mong cô chú ủng hộ cho bước chân miền Tây nha. Nhớ để lại một like, một bình luận. Nó gặp bước chân miền Tây nó dội lên, nó không chịu lên. Cái đường này thì người ta chạy xe được nè. Đó, người ta chạy xe được. Tới đây thì người ta phải nhường chỗ cho mấy dịch lên. Năm còn 5.000 con rất là nhiều. Dịch này hổm gà ở đây hay là ở đồng khác về chút? Ở đàn dịch hổm gà ở đây luôn ha. Dạ. Ôi, mình thấy là muốn phun chuồng luôn rồi. Quá khứ rồi. Có nhiều cô chú ở nước ngoài mà đó giờ cũng chưa thấy cảnh lùa dịch nên thành ra bước chân miền Tây tiếp tục quay dịch cho cô chú xem. Còn cũng có một số cô chú xa quê lâu lắm rồi chưa thấy là cảnh này thì sẵn luôn bước chân miền Tây quay luôn. Bước chân miền Tây cũng thích quay mấy cảnh quê hương ở miền Tây như thế này nè, xem nó đã ăn mắt. Nhưng là mấy dịch nó chạy lên chạy xuống. Ôi lô vô quá im. Dội ben này muốn phun này, muốn phun chuồng này, dội gà. Rồi vô chuồng hết, ở dưới sông hết rồi đó. Rồi đóng cửa chuồng lại. Chúc mình có tủ gom cho nó đẻ không anh? Tối mới tủ chuồng gom ha. 1 giờ. Tối nay cho em quay lụm trứng nha. Thức cỡ mấy giờ? Dạ, cái gì là cỡ mấy giờ em thức em lụm trứng được? 4-5 giờ nó quay vô lụm trứng. Dạ, vậy là cỡ 3 giờ em chạy xuống đây ba gửi được không? Chạy chưa cho sớm, 3 giờ được rồi. Ba gửi đi. Ba gửi nha, không có sợ, nhớ chợ em lụm với nha. Đừng có lụm sớm. Dạ dạ. Đàn này chắc bằng đêm chắc lụm thôi. Khỏi nói luôn, đã luôn. Quá khứ rồi. Này là ban đêm là cho khoảng bao nhiêu trứng chị? Là mới, cái đàn này mới đẻ đó ha. Dạ. Về dịch mới đẻ. Khoảng 1.000-2.000. Dạ. Ồ nhiều lắm luôn á. Ở đây mình không có thấy người ta che cái trại là đấy. Không biết tối này có mưa hay không rồi như thế nào thì mình không biết. Chứ mình không có thấy người ta che cái cao su. Cũng không có đèn, không biết là tối nay có quay được hay không. Nói chung thì cô chú nhớ đón xem dưới bước chân miền Tây nha. Cố gắng thức khuya dậy sớm để quay cho cô chú xem. Đây cái bồn chuối. Dịch này là dịch mới tơ xong mới chuyển sang đẻ nè. Nên gớt trứng thì cũng không có được xây trứng như mấy con dịch đẻ già chút xíu. Cái đàn dịch trước của cha mình tay quay là hơi già nên đẻ xây trứng đó. Ôi ôi nguyên cái chuồng tôi chú xem là dài hòn luôn. Ôi, dịch bị gì rồi, bị lạc hả? Cái mình để con ngỗng vô đó để làm gì cô? Ngỗng cho nó khôn. Để nó dẫn đàn, nó dẫn bầy về ha. Wow.
Tại thấy đàn vịt nào cũng để hai con ngỗng hết, là con ngỗng đực với con ngỗng mái hay sao? Hay một cặp. Cái này nó chưa đẻ đó, phải đẻ rồi lụm à. Vịt này cũng mới à. 3 giờ rưỡi 4 giờ hay vô bệnh đẩy cho lụm. Dạ dạ. Tối cô có lụm không? Hay là mấy anh này lụm? Mấy nãy lụm. Dạ. Đâu đẻ trắng cụ. Vậy là cỡ 3 giờ rưỡi mới dậy lên. 3 giờ rưỡi 4 giờ. Dạ. Tại thường thường mấy đàn kia em quay lụm 1 giờ đêm á. Cái đó làm như là của ta hột gà, còn cái này như là mình bắn xô rồi cái sáng mới lụm. Dạ, có là đẻ bao nhiêu là cái người chủ lái người ta là lợn người ta hốt ngang luôn. Xa mình vô khăn mình lụm, mình có khăn đó lụm vô khăn. Dạ. Rồi, hẹn cô chú tối nay thức sáng đêm luôn đi. Rồi bây giờ thì mình tạm chia tay đàn vịt buổi chiều nha. Tối nay sẽ thức quay cái cảnh lụm trứng. Ủa không có cái mái che hả con? Người tối mưa rồi sao? Cái này to đó, rồi mình để thí đại gì đó, còn hột nào bự á mình mới che chạy rồi. Dạ. Mình tiếp hột qua hột. Vịt này vịt tơ, vịt tơ mới gà trứng. Dạ. Hello, buổi sáng cô chú luôn nha. Giờ này 5 giờ 19 phút. Gần 6 giờ sáng rồi mà. Ở ngoài thì rạng sáng rồi. Rồi mình là thăm mấy chú chủ dịch coi mấy ổng lụm trứng chưa. Mình quay lụm trứng. Rồi lấy cái đèn mình gọi cho cô chú xem. Ôi hơi trễ thôi mà bữa không ha. Đây. Trước thì mình chỉ đèn đâu phát. Thôi nó chạy vòng vòng. Ô này là trứng trứng vịt so ha. Này là vậy là nó mới mới đẻ. Này là đẻ được bao lâu ha anh? Mới đẻ à. Trứng vịt còn rất là nhỏ. Không có giống cái đàn trước bữa cho miền Tây có quay là trứng to hơn. Trứng cộ hơn, trứng này đẻ rồi. Thức ăn đầy trứng rồi. Nếu mà đàn vịt này mà vô vụ trứng cộ là đẻ rất là sai nha. Đàn vịt này lên tới 11.000 con. Đàn trước bức tranh miền Tây quay thì 3 bầy của 3 chủ cộng lại mới được 10.000. Đẻ còn ít. Ủa nó chạy vòng. Hồi khuya hả? Đêm hôm qua. Hôm qua với bữa nay luôn hả? Không có, cái này là cái sọc trứng này là đêm hôm qua lụm. Còn mới nè, mới lụm. Mới sáng này là mới bắt đầu lụm nè. Vì cái sọt đó là của ngày hôm qua ha. Bữa nay có bộ ít rồi. Cầm cái tay coi. Cái chụp trứng luôn kìa. Ôi nó đẻ vòng vòng theo mang lưới à. Thank you.
quay trở lại hả? Trở lại. Dịch nó gọi. Hết đâu à? Nó có đường đi. Ôi, ở trong cái thau thức ăn kìa, để cho thau thức ăn luôn kìa. Đâu quê, nãy tôi lụm tôi để vô đó ông quê. Phải không? Năm trứng nãy tôi lụm tôi để vô thau đó ông quê. Kìa, trong thau ăn. Ở đâu mà để thau thức ăn? Đây là đàn này là do vịt mới đẻ thôi, vịt so. Ăn nó ăn chưa có đủ sức. Nó đẻ chưa có đủ sức nên trứng ít. Là mấy con ngỗng này là có khả năng dẫn đàn vịt đi, dẫn đàn vịt về, nhớ đường về đó anh Cao Tùng. Đó, đây nè. Ngỗng này thường là anh Minh Văn Dịch rất là nhiều. Nó chạy dữ rồi. Người ta để ngỗng vào trong đàn vịt. Nói chung thì ngỗng thì nó có tính linh nữa. Nó giống như là một con chó giữ nhà vậy đó. Nó có khả năng tìm đường, nhớ đường về nên nó dẫn được cả bầy vịt. Chú mình có cho ăn không chú? Chú mình quay cảnh cho ăn. Là bữa nay mình thả xuống dưới ruộng luôn hả chú? À, bữa nay trải nghiệm lùi vịt xuống ruộng luôn nha bà con. Nên mình đi theo chân dịch luôn. Hình như cái đàn này của mình là ở Cờ Đỏ hả? Ở Hàng Giang. Ở Hàng Giang ha. Ê, thả vịt nè. Bây giờ cô chú xem cảnh vịt xuống đường, xuống đường này không ta? Giống như là đi lính vậy đó. Đó. Quá khứ rồi. Rồi nó chạy xuống đồng rồi. Hình như được chia ra làm hai chuồng á. Giờ này thì mới có chạm sáng à. À, mấy anh thủ lĩnh cái lượng sống kìa, con nhìn đẹp ra luôn. Cái này giống như là đi lính ha. Chạy có hàng. Nãy giờ mà còn chưa hết, nó còn tuốt trên kia. Tới hai chuồng. Tới hai chuồng. Ồ, nãy giờ mà chưa hết cái đàn, cái chuồng đầu nữa. Người ta tháo luôn chuồng thứ hai rồi. Chứ cho người ta đi dài lại cái đó, cái đàn phía sau nè. Nãy giờ chưa hết luôn. Ồ, dội lại. Thấy cầm máy quay nó dội lại nghỉ cửa rồi kìa. Rồi hết rồi. Đó, hết rồi đó. Nó dội lại rồi. Quay đâu là bà hả? Ui. Nó gặp cái anh Cao Tùng nó quay đầu lại. Tại anh đó. Xong rồi bây giờ đi xuống dưới đồng. Đây bây giờ mình đây cái trứng vịt này là mới đẻ luôn nè. Đây mới đẻ luôn nha, sạch bon luôn. Đây này là phân vịt nè. Còn cái trứng còn nóng hổi luôn á, mới đẻ ra còn nóng hổi luôn. Nè em tên anh gào vô thử coi.
đây, gọi vô đi. Đó, đây nè, đó, đâu có vụ 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 anh Tùng bốc vô. Bốc vô đi. Phước đâu bốc phước. Em không biết review phân dịch đâu. Ê lụm đi Tùng, lụm bỏ vô sọt. Nè, ảnh sợ dính phân dịch đây nè. Thấy không? Ảnh sợ dính phân dịch. Đây trứng nữa nè. Mình để ngoài đi cho người ta có điếm, người ta dễ điếm. Đây nè, mình đi gà trong chuồng lại nha. Mấy con vịt nó trong lúc chạy nó sót á. Ôi ở đây nữa nè. Ôi ở đây nãy hồi nãy tối quá người ta không ấy rồi, nhiều quá nè. Hay. Wow. Đẻ lăn dắt dắt trên nè. Wow 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 wow, để mình quay cái trứng này cho cô chú xem nè. Cái trứng này không biết là cái trứng gì. Ý. Ê trứng như vịt so. Rất là nhỏ nha. Đây để cái trứng hai trứng nè. Đó. Thấy không? Để cái này. Đó. Ông vịt này ổng nhỏ con hay gì vậy? Không, như ổng mới đẻ, ổng mới đẻ. Như ổng đẻ một hai cái trứng đầu tiên là vậy đó. Chừng nào nó đẻ lâu thì nó có ra trứng cổ. Để chút xíu kìa, bên kia nó rớt chứ gồm mấy trứng đó nè. Đây, đây nữa nè, đây nữa nè. Khử lên Phước. Đó. Đó, này so nữa nè nha, hai trứng bự trứng nhỏ nữa nè. Ủa, còn nóng hổi luôn. Còn nóng hổi luôn. Cái trứng này so nè, dở cái trứng so lên. Ờ, đây là trứng vịt so nha cô chú. So có nghĩa là nó mới đẻ đó. Nó nhỏ hơn trứng bình thường. Là trứng trứng vịt, những cái trứng đầu tiên của những con vịt đẻ đầu tiên á. Là mấy vịt nó mới trưởng thành đó. Giống như là nó gặn còn đau đít lắm. Mới mà. Con vịt đẻ rất là đau đít nên ra cái lượng trứng nhỏ lắm. Khi nào nó đẻ có kinh nghiệm dày dặn thì nó ăn thức ăn đầy đủ, tự tùy theo thức ăn nó đi, nó vùi xuống ấy. Nó vùi xuống đây ra. Nè, giống như nó giấu hai trứng luôn đó. À vịt nó có khả năng nó bư gom mà, nó bư gom lên rồi nó đẻ rồi nó vùi xuống đó. Thôi giờ mình đi quay đàn vịt nha. Ở đây nè. Cầm cặp theo mé gom còn nữa nè. Chút xíu cho người ta móc lại đây nữa nè. Dưới theo mé nè. Mình giờ ra mình quay ta đi chăn vịt dưới sông nha. Có mấy cái trứng ở dưới mé lưới đó chị, lụm chưa? Chưa, chị lụm. Em thấy là mấy ở dưới mấy cái lưới còn nhiều lắm đó. Có trứng nó nhỏ xíu gì nè. Như bự hơn trứng cút chút xíu. Hột kẹt. Họ gọi là hột kẹt hả? Dạ. Wow. Chứ mình không có gọi là hột so hả chị? Dạ. Hột kẹt hả? Như vậy là nó đẻ hôm qua rồi đó ha, cậu này lần khóc lại ha. Nè, dạ, dạ, dạ. Nãy em thấy có mấy cái trứng hột kẹt nhóc hết trơn á. Mình đi theo chị nó bư cái gom lên nó đẻ xuống dưới phải không chị? Em thấy nó dùi đó đó đó, hộp đó đó, hộp kẹt này. Để dở em coi cho chị. Đây này là hộp kẹt hả chị? Dạ. Đã được quay rồi. Thế nó nhỏ hơn dữ hả chị? Dạ. Nó bự hơn trứng cút chút xíu. Ơ nó mấy hộp này chắc ăn ngon lắm hả ta? Nó đâu có trồng trắng không à. Chị à. Trồng trắng không hả? Vậy là nếu mình luộc, mình luộc là chỉ có trồng trắng không thôi. Ủa nãy em thấy nhiều lắm mà nó vùi xuống dưới cọ dưới gơm á. Gơm làm bự lên lắm hết đây. À vậy chị lụm hết rồi hả? Chị lụm hết rồi. Đi theo chị coi lụm được. Đi móc lại. Ủa thường thường em thấy người ta dắt sáng người ta cho ăn nữa chị. Vậy là mình không cho ăn mình thả đi xuống động luôn hả? Có cho ăn chắc cho ăn rồi đó. Gì hả? Vậy là mình chắc khuya là mình đổ thức ăn vô cho ăn rồi ha. Dạ mình đụm hộp không là cho nó ăn luôn à. Ủa nãy sao mình không thấy ta? Không thấy này, hồi nãy không quay được cái cảnh cho ăn ta. Chắc nghĩ là buổi tối á. Đây nè, tao đổ vô thao hết rồi. Chị đi móc lại nè. Chị dở mấy cái gom lên, nãy em thấy nó dùi xuống dưới mấy gom á. Cái chuồng này là mình chia bớt ha. Để nó đông quá. Cái đàn này mà nếu mà nó đẻ rộ thì cỡ bao lâu nữa chị? Dạ. Tại này yếu mồi á, cái nó đẻ cái lạ trên đồng nó ăn không đủ hả chị? Dạ, đồng không đủ mồi. Vậy là mình phải đổ ăn cho thêm ha. Dạ, đổ ăn thêm. Với lại đàn của mình cũng mới tơ lên. Dạ. Cái này khoảng 10 ngày nữa mình lỡ mình quay chắc đẻ gộ lắm á. Đẻ lụm trứng đã mất luôn. Để coi mình coi còn không.
Này đi mót trứng ở ngoài đồng là bình thường, giờ đi mót trứng trong chuồng. Không thấy. Đâu kẹt không? Hộp so, hộp so đúng không chị? Hộp so. Tại nó nhỏ, tại vì mất kẹt nữa rồi. Hộp kẹt coi mấy mắc cừ. Xíu xíu à. Hộp so nè. Hộp so. Kẹt nha, đừng có đập nhanh quá nha. Đâu anh Tùng nó hộp kẹt coi. Hộp kẹt. Nó là thành hộp quẹt luôn vậy. Đi chị đi. Gom lại cái chiều. Là chiều khoảng 5 giờ dịch mới về. Cái gì khoát? Đâu? Đây thấy không, thấy chưa? Đang sót lại nữa nè. Ơ lụm nãy giờ mà còn vẫn còn sót lại ha. Hồi nãy là chưa tôi bư hả? Gom lên luôn á, tôi bư gom lên tôi thấy luôn. Giống như là mấy chú vịt bư để nhét giống. Không, đúng rồi, nó đẻ là nó bư gom lên, rồi nó đẻ. Nó dụi cái xuống. Giống như là nó bia nó giống như là cũng giống như mấy cái con động vật kia thôi, nó đẻ nó bư lên. Kiếm chỗ ấm ấm rồi đặt cái đít nó xuống. Ở đây đây cái đàn sau này nữa nè phải không? Cái đàn này chung luôn hả chị? Nằm dưới ruộng vậy hả? Ờ, vậy là nằm dưới ruộng hả? Dạ. Vậy là họ đâu có nằm chung chuồng của mình hả? Dạ không. Hàng vậy để thấy đi riêng ra. Một bao thức ăn thì là giá bao nhiêu chị? 290. 290. Bao này 290 còn bao kia. Mà bình như nó ăn một ngày mấy bao? 4-5 bao đã. Dạ. Rồi cứ sáng 4 bao rồi xế xế 9-10 giờ cái 4-5 bao nữa. Là xế xế mình lùa trở lên. Không có chỗ nào ngoài đồng. Dạ, đem ra đồng luôn. Dạ, đem ra ngoài đồng cho nó ăn. Ồ, cực quá ha. Cho nó ăn sáng đây cái 9-10 giờ cái cho nghe. Đây nữa nè. Ngoài đồng chỗ ngoài đồng cho nó ăn mấy. Gom lại. Hồi chiều về chuồng cho ăn chặt nữa. Chưa. Mẹ miệng. Vậy là mình gom lại sợ nó ướt hả chị? Dạ. Ngon ngon không? Ngon. Ngon lắm đó anh Tùng. Trứng màu vịt đẻ mới ngon lắm. Cái này mà nếu mà 11 ngày con này mà nếu mà đẻ đẻ đúng rồi nó ăn cũng cũng thừa nhiều ha. Mấy ngàm đó hả chị? Không có hết. Nó đẻ thẳng chắc một đêm chắc cỡ 4-5 ngàn trứng quá ta. Nếu mà mình đẻ đủ là khoảng bao nhiêu trứng hả chị? 1 ngàn miếng là đạt thì chừng 8 ngàn mấy chứ. Đó, gần, hơn, mấy vậy là gần 9 ngàn trứng. Đàn 11 ngàn mà đẻ gần 9 ngàn trứng. Cái đó chắc ở phía trên cái đường lộ này chắc dây. Nghe trứng nha. Ờ, bữa bị mưa đó. Ờ, sáng thì nào cũng bị lụm luôn mà. Tại vì còn kẹt đó. Đâu lụm sớm. Đây cảnh thả vịt chạy đồng. Giờ này thì cũng gần 6 giờ sáng rồi. Hôm nay không có thấy được cảnh bình minh lên. Do mấy nay mưa bão nên rất là khó thấy mặt trời nữa. Nên gần 6 giờ thì trời vẫn còn nhá nhem. Đó hình ảnh những anh thanh niên giữ vịt cầm cái cây tre. Trên cây tre thì buộc một cái bọc ni lông để làm giống như cây cờ á, để làm hiệu cho đàn vịt di chuyển. Thôi bây giờ mình sẽ chạy qua bên đó. Ui quá trời luôn. Vịt cho nó tẹp vô cái màu đất xịn của ruộng á. Chúng ta nhìn không thấy rõ luôn. Mình xa xa kia mình thấy cái mấy con ngỗng nó chạy qua bên cái bờ bên kia. Ơi, bước chân mình tại đi chân vịt luôn nha, mà đi trên bờ đê. Mình mang dép không có lộn xịn được. À, lùa qua bên cái đồng bên đây. Cái đồng bên đây thì người ta giống như người ta bừa lên đây. Ta xới lên rồi, đất xịn không à. Người ta lùa qua bên đây nè, bên đây còn gà nè, bên đây là mới cắt lúa nè, mới cắt lúa còn nhiều đồ ăn. Thôi mình đi be cái khúc này cho chú luôn. Ôi ôi, đó.
trải nghiệm đi chăn vịt nha. Có cái là không có cái cờ giống chú bên kia thôi. Không biết cô chú ngày xưa có làm nghề chăn trâu hay chăn vịt gì đó. Nếu mà nhìn thấy cảnh này sẽ rất là nhớ quê nè. Wow, quá đẹp rồi. Ôi nó lội kìa. Wow, quá đẹp luôn rồi cô chú ơi. À, những chú vịt dường như là những chú vịt cuối cùng. Những chú vịt này là tỷ lệ đẻ sót rất là cao nè. Do mới lần đầu đẻ vịt tơ á, mới lần đầu đẻ sẽ đẻ gớt sẽ cao hơn là những chú vịt cồ. Chú vịt cồ người ta đẻ rất là chắc, cứ đến đêm là đẻ, ăn no là đẻ. Rồi xịn không mà sao qua. Ôi quá trời bùng mà lầy vậy. Lùa tới đâu anh trai? Tới đồng trên kia luôn hả? Dạ. Qua tới cái đồng mới cắt bên kia mới có nhiều đồ ăn. Vậy chắc có lẽ thì bây giờ mình tay đi theo đến đây thôi. Chạy kìa. Đây sáng nay còn thêm một đàn vịt nữa nè. Hai chủ. Đàn này không phải đàn chung với 11.000 con. À, tại sẵn quay thì bố chồng tay quay luôn. Mấy cái bầy vịt này lùa qua bên cái bờ mẫu nha. Bầy này nãy có hỏi nhiêu con không cô Tùng? Như là 2.000 mấy á. Giờ là đàn này gần 3.000 con. Rồi nó chuẩn bị qua cái bờ đê, qua đê quay đẹp lắm nha cô chú. Phía sau có em trai đi theo ba lùa vịt tiếp nữa nè. Nãy trước xưa luôn. Anh be mấy con vịt ở dưới sau. Ồ. Quá đã. Thế à. Giờ này gần sáng rồi nè, coi quay mới đẹp nè. Chạy kìa. Anh chạy theo sợ vịt nó đi không có đúng hướng á. Anh chạy trước cái điều hướng vịt á. Sợ nó nhập vào cái đàn kia thì khó lòng lắm. Vịt mà nên người ta phân biệt bởi màu sắc. Có người ta sơn màu cho đàn vịt nó nhìn theo màu. Còn nó mà trắng trắng giống giống nhau là nó tấp vô một cái là bó tay luôn á. Nên hai đàn này người ta chia ra thời gian thả khác giờ. Khác giờ. Cái đàn 11.000 con thì người ta lùa tuốt lên trên kia xa dữ lắm rồi. Theo mình nghĩ chắc cái đàn thì đàn này sẽ nằm ở khu vực đồng này nên lùa sao. Ồ, ở trên đó hình như là mình kè ở trên bờ bên sông kìa. Bên sông có một đàn vịt xuống nữa kìa. Rồi không biết nè, không biết làm sao đây, không biết nó có hợp vô không nữa. Nó ông chú ông đông ga ông chặn lại nữa. Rồi. Nếu mà nó sáp lại là nó đi chung luôn đó anh Cao Tùng. Đúng rồi, cái bầy vịt này hình như là mình không có sơn màu á, sợ là thì đó nó nhập bầy với nhau á. Nhập bầy á, trên đường quê là có một đàn nữa kìa. Đó, trên bờ kinh rồi. Ờ xong rồi. Con trai mấy tuổi rồi con trai? Con mấy tuổi rồi? 14 tuổi. Còn đi học không? Vậy là giờ này đang nghỉ hè phải không? Rồi theo ba lùa vịt tiếp ha. Thấy thương không? Phụ ba lùa vịt luôn nè. Vậy là con lùa xong con về đó hả? Vậy là giao lại cho ba đó ha. À nó tìm đường nó đi qua cái bờ đê. Ở khúc này có một cái đàn vịt ở bên sông á. Chẳng biết chăng mình tay quay luôn. Hiện tại bây giờ có khoảng 4 đến 5 chủ, nhưng mà theo bức tranh mình tay biết thì vài bữa nữa dịch người ta chạy đồng ở những cánh đồng khác, người ta về đây sẽ rất là nhiều. Sáng là coi như là dịch đỏ đồng luôn. Nó xuống rồi kìa. Né cho nó đi lên đồng. Né cho nó lên đó. Đó. Ôi nó lên cái bờ đất thấy khó khăn quá nha. Ui mình leo lên khó khăn quá. Nè.
cái bờ đất này hơi cao nè, nhìn mấy vịt nó nhảy lên vất vả luôn. Cái dốc này hơi cao nha, còn mấy vịt nhảy lên nè, hơi khó lắm. Mấy này nhảy lên được kìa. Ồ, vất vả quá ha. Anh Tùng xuống bồng nó bỏ lên tiếp đâu. Chạy đi chân quá. Quá quá rồi. Cái dốc đất quá trời cao rồi. Đó. Có con leo lên không được, tuột xuống. Tuột trở lại luôn rồi. Mấy con này là tơ. Cái đàn này không biết đẻ chưa, mình thấy nhỏ nhỏ không. Đường dốc này cao quá bởi vì dịp lên hơi khó nè. Còn mấy con mà lên vất vả. Ôi. Sáng ngồi ngắm mấy con dịch. Tội nghiệp chú dịch này lên nãy giờ chưa được nữa. Cố lên. Cố lên. Ồ, lên được rồi, mừng quá. Có anh chủ lên quơ quơ mấy cây sào là mấy dịch chạy tán lặng là lên được à. Hết hồn hết vía là bay lên nè. À. Giống như là chạy dịch giả anh trên đây. Lên dốc rồi lên ruộng. Ờ mấy cái thằng dịch cũng lên đây nhưng không được luôn nha. Cao quá rồi, cao quá. Phía ngoài thì mấy anh có đang chỉnh những cây sào lùi cho nó lên nhanh nhanh hơn. Đàn này đẻ chưa anh trai? Đẻ rồi ha. Cho cô chú thấy được cái không khí của cái mùa dịch chạy đồng là như vậy. Rất là vui vào buổi sáng. Còn cái người quay phim cũng phải thức khuya dậy sớm để cùng với mấy anh mấy chú lụm trứng mới quay được những cái khoảnh khắc này. Phải thức rất là sớm. Nếu mà cái đàn nào đẻ 1-2 giờ đêm thì phải thức ngay giờ đó mình mới quay được cái khoảnh khắc đó. May mắn thì mình sẽ quay được những cái cảnh con vịt nó đẻ cái trứng ra luôn. Còn sáng sớm thì chúng ta được nhìn được cái cảnh vịt lên ruộng, lên đồng. Vịt nó chạy qua bên kia rồi. À, đàn này của cô hả? À? À, gặp cô chịu hôm qua. Tối ra đẻ sai trứng không cô? Này đẻ sai trứng hơn. Sai hả? Được nhiêu trứng rồi? Này được 1000 rồi. Ồ, vậy là yếm hơn đàn đằng kia rồi. Đằng kia sáng nay em thấy cũng ít lắm. Dạ dạ, không so với cái lượng đàn 11.000 con á. Dạ mới đẻ dịch mới đẻ, vậy là đàn này có mấy ngàn mà đẻ được 1000 là yếm rồi. Dạ 1400 mà đẻ được 1000 trứng là quá đạt rồi. Dạ ô, nhìn thấy mấy ảnh ốm yếu nhưng mà đẻ say ha. Vậy là chuẩn bị đi lên lên đồng chung với đàn vịt luôn hả cô? Ôi cứ lên đường nào. Nay trong đồng trong qua thì ở đây vẫn có người dân người ta ở nè, sáng người ta đi ra nè. Đàn của cô chắc bên sông quá. Dạ. Yeah. Phải sáng gần đây quay đàn vịt của cô đẻ trứng lụm trứng luôn rồi. Qua wow, phải mình mới đi xuồng qua. Vậy là coi cái đàn vịt của cô ở phía bên sông hả? Bên kia. Bên bờ bên chuồng bên kia á, bên đó đó. Cô là hai ba đàn luôn rồi. Ừ. À, vậy là cô giữ mấy đàn luôn. Không, cô là đàn kia là của cô áo đỏ hồi nãy. Có chị em chung với cái cô đằng kia không? Chị em ruột. Chị em ruột luôn ha. Chị em. À, đi chung vòng vòng cánh đồng cũng có anh em ruột. Có gì cũng dễ ha. Ừ. Tiếp qua tiếp. Dạ tiếp qua tiếp lại đi với mình đi đồng lạ đâu, đồng xa đâu nữa. Rồi xong một buổi sáng của cô chú làm nghề chạy vịt thả chạy đồng.
Đàn này nhiêu con anh? 3-4 ngàn ha. Hôm nay ở đồng mình luôn hả hay là đồng khác về? Chợ mới ha, chợ mới An Giang. Ồ, dốc này cao mà dễ lên nè. Rồi xong rồi. Lại hơn ha. Cao mà nó lại hơn dốc kia đứng. Rồi xuống ruộng, xuống ruộng. Ô ô ô ô. Đường dịch luôn. Ôi trời ơi, trời té trời. Rồi chút xíu rồi. Ôi cái đường dịch chạy nó trơn quá chút xíu rồi, mình té xuống luôn rồi. Ơi, xong rồi. Bình minh đã lên. Đó, đây cảnh bình minh là con dấu. Đây cảnh bình minh rất là đẹp. Người ta nói hoàng hôn là kết thúc một ngày, mà này là bình minh là mình sẽ kết thúc một clip. Có lẽ clip của Bức Tranh Miền Tây sẽ kết thúc ở đây, ở cảnh bình minh ở quê hương của Bức Tranh Miền Tây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem. Nhớ để lại cho Bức Tranh Miền Tây một like, một bình luận, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ tinh thần để mình có nhiều động lực đi quay clip cho cô chú xem nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú những tập tiếp theo. Tạm biệt anh Cao Tùng. Rồi, tạm biệt bà con nha. Rồi, mấy anh em đi về. Con đường quê.